Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực hiện đề án số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn của thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Các ghi lời Bác căn dặn những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc Lai Châu phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sát cánh cùng người dân biên giới bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 1 tháng 11, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đề án số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Thực hiện đề án 04, thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua việc học tập đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Năm 2021, công trình thủy lợi tổ dân phố 24 và bản Trạm Cả đã được đầu tư nâng cấp đập đầu mối và cứng hóa 499,5m tuyến kênh dẫn. Qua đó góp phần thực hiện đề án một cách có hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị trấn có trên 850 ha chè, gần 500 ha mắc ca, diện tích lúa hàng hóa tập trung là 100 ha. Thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng vùng sản xuất, triển khai áp dụng có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh và các chương trình dự án của các tổ chức trong thực hiện phát triển sản xuất hàng hóa. Liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu vừa tổ chức giao ban công tác phối hợp liên ngành tố tụng quý 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Trong quý, các cơ quan tố tụng tỉnh cơ bản đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung theo chương trình, quy chế phối hợp đã đề ra. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, không để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng. Trong hoạt động tố tụng, các cơ quan đã phối hợp kịp thời bàn giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn qua từng vụ việc và các nội dung phối hợp đã đề ra, nhất là các vụ án quan trọng phức tạp. Tiến độ chất lượng các hoạt động cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các khiếu kiện tố cáo xuất phát từ những sai sót trong hoạt động tư pháp. Từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của các cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quý 4 năm 2022, liên ngành tố tụng tập trung phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các ngành nội chính tư pháp, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương để lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 10 ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, tập trung phối hợp thực hiện việc phát hiện, xử lý nguồn tin về tội phạm và giải quyết án, xác định án trọng điểm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ, nếu còn vướng mắc thì tổ chức họp liên ngành. Sáng ngày 1 tháng 11, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 4 tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị bất thường về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị thông qua thông báo số 567 ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, công văn số 517 ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về việc cho ý kiến công tác cán bộ, công văn số 4780 ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc cho ý kiến bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, tờ trình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ban chấp hành đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ. Tờ trình của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
Ban chấp hành đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, 100% đại biểu đã nhất trí bầu đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Bí thư tỉnh đoàn, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch số 4065 về việc tổ chức hội nghị xuất khẩu lao động tỉnh Lai Châu năm 2022. Theo đó, thì hội nghị xuất khẩu lao động tỉnh Lai Châu năm 2022 có chủ đề Cơ hội làm giàu từ việc tham gia xuất khẩu lao động, được Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo tổ chức dự kiến vào trung tuần tháng 11 năm 2022. Hội nghị có quy mô cấp tỉnh sẽ được tổ chức theo hình thức là trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh là Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu đến điểm cầu của các huyện, xã, thị trấn. Hội nghị có mục đích tăng cường trao đổi thảo luận giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động nhằm tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiệm vụ giải pháp, định hướng đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới, tạo cơ chế chính sách thông thoáng, thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tập trung phân tích rõ những thị trường lao động tốt, những thị trường lao động còn hạn chế, điều kiện làm việc, chi phí xuất khẩu lao động, tiền lương, thưởng, đòi hỏi về trình độ rủi ro của các thị trường, từ đó thì phân tích đánh giá được thị trường lao động có tiềm năng để thông tin đến người lao động, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác xuất khẩu lao động, từ đó thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo các khoản thu chi đầu năm học 2022-2023 theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên đã chỉ đạo các đơn vị trường học chấp hành nghiêm đối với các khoản thu ngoài ngân sách phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường, tuyệt đối là không để xảy ra lạm thu trong các đơn vị trường học. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại địa bàn. Cũng như nhiều cơ sở trường khác trên địa bàn huyện Than Uyên, tại trường mầm non thị trấn Than Uyên, việc thu chi đầu năm học luôn được ban giám hiệu nhà trường thực hiện theo chỉ đạo của ngành, của tỉnh. Nhà trường đã sớm quán triệt thực hiện nghiêm túc tới từng lớp, từng giáo viên. Sau khi được thống nhất từ các lớp thì nhà trường đã tiến hành làm tờ trình sang Ủy ban nhân dân thị trấn xác nhận và tờ trình ký xác nhận đó được chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo một bản và sau đó mới tiến hành thu. Đã thống nhất một số khoản thu thỏa thuận như là tiền ăn trưa, tiền trực trưa, tiền trải nghiệm hoạt động, các hoạt động và tiền ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường. Sau khi mà nhà trường triển khai thì đại diện ban phụ huynh cha mẹ các lớp cũng đã tổ chức họp cùng với phụ huynh của các lớp thì cũng đã nhất trí cao đối với các cái nội dung các khoản thu trên ạ. Xin ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân thị trấn. Và sau khi được ý kiến phê duyệt của Ủy ban nhân dân thị trấn thì chúng tôi tiến hành tổ chức họp đại diện ban phụ huynh của các nhóm lớp để triển khai các khoản thu chi và các hoạt động trải nghiệm chung của nhà trường cho các con em cần cái sự ủng hộ đồng lòng chung sức của các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường. Và sau khi được sự nhất trí 100% của các bậc phụ huynh đại diện cho các nhóm lớp đã nhất trí với cái nội dung họp phụ huynh đầu năm của nhà trường đưa ra thì chúng tôi chỉ đạo giáo viên của các nhóm lớp tổ chức họp phụ huynh đầu năm và xây dựng kế hoạch và ban đại diện phụ huynh của các nhóm lớp cũng về triển khai những cái nội dung mà đã thỏa thuận với nhà trường của cuộc họp đầu năm ấy thì triển khai tới các bậc phụ huynh của các nhóm lớp để các bậc phụ huynh nhóm lớp nắm bắt được. Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục huyện Than Uyên có tổng số 35 đơn vị trường với tổng số trên 18.000 học sinh ở 3 cấp học. Để tăng cường công tác quản lý các khoản thu đảm bảo công khai, minh bạch, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch các khoản thu đảm bảo theo đúng quy định. Các trường xây dựng kế hoạch chi tiết các khoản thu trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, minh bạch các khoản thu theo đúng quy định. Đối với các khoản thu tự nguyện, phải đảm bảo đúng tính chất tự nguyện của người nộp, sau đó tiến hành họp phụ huynh để thông báo dự toán kế hoạch thu chi thỏa thuận trong năm học mới. Bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý thu chi, chống lạm thu trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh chủ động tìm hiểu thông tin các khoản thu chi đầu năm học, qua đó kịp thời phát hiện và phản ánh kịp thời khi phát hiện các khoản thu không hợp lý để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Để thực hiện đảm bảo về cái công tác thu chi đầu năm đối với đơn vị trường học được công khai minh bạch thì phòng giáo dục cũng đã triển khai
đầy đủ các cái văn bản của trong công tác chỉ đạo về công tác thu chi. Thứ nhất là cái nghị quyết số 05 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về cái mức thu học phí đối với lại cấp học mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 đến hết năm 2024-2025. Và cái văn bản thứ hai là cái nghị quyết số 15 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về cái thu dịch vụ để phục vụ cho công tác hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong các đơn vị trường học. Và trong đầu năm học 2022-2023 thì phòng giáo dục cũng đã tiến hành kiểm tra cái công tác thu chi của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, tập trung vào những cái đơn vị ở vùng thuận lợi để nắm bắt cái tình hình thu chi của các đơn vị. Thưa quý vị, thưa các bạn, tận dụng diện tích mặt nước rộng, đây là lợi thế để huyện Nậm Nhùn nuôi trồng thủy sản. Để phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có này, thì những năm qua huyện đã huy động các nguồn lực thúc đẩy sản xuất tái cơ cấu nông nghiệp vùng lòng hồ, vận động nhân dân nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ. Trên địa bàn huyện Nậm Nhùn có 57,8 ha diện tích nuôi trồng thủy sản với tổng 324 lồng thả cá, gồm cá rô, cá chép, cá lăng, cá chấm, cá chiên. Để phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có này, những năm qua địa phương đã huy động các nguồn lực thúc đẩy sản xuất tái cơ cấu nông nghiệp vùng lòng hồ, vận động nhân dân chuyển từ trồng cây hàng năm sang nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ Mường Mô. Anh Lê Văn Vũ, bản Mường Mô, xã Mường Mô nuôi chủ yếu các loại cá chấm, lăng, chép, rô phi, nheo, chê. Để nuôi cá đạt hiệu quả, tạo ra sản phẩm sạch, năng suất chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng, hợp tác xã Long Vũ đã tận dụng rau củ, bột ngô, sắn làm thức ăn cho cá. Qua đó tạo ra các sản phẩm có chất lượng sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm cá lồng của hợp tác xã Long Vũ đã được công nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước thì quan tâm vào, nhưng mà đầu ra thì bây giờ cũng là yên ổn rất nhiều, nhưng bây giờ là cái khó khăn đầu tiên là cái vấn đề vận chuyển thức ăn thì nó rất là xa xôi. Đấy là trực thuộc của cái vùng biên giới, như thế là mình ở trên này bà con thì người ta chỉ là đánh bắt bằng cái cá tép dầu tự nhiên. Đấy, như các lồng bè đây đánh bắt bằng cái tự nhiên thôi ạ. Đánh được là về cho cá nó ăn, cho nên là đang khó khăn về cái đấy rất nhiều. Được nhiều thì cho ăn nhiều, được ít thì vào cái những cái tháng là thức ăn là con cá tép dầu nó không vào ấy thì lại đánh được ít, cho nên là cái thức ăn bây giờ ở trên này nó rất là khó khăn. Là mong nhà nước tạo điều kiện để có một cái nhà máy sản xuất thức ăn trên địa bàn của tỉnh, thì bà con ở trên này là vùng biên giới nó rất là khó khăn cái chỗ đấy, nhưng mà nếu như có một cái nhà máy chế biến thức ăn của tỉnh nằm trên địa bàn tỉnh thì bà con ở trên này sẽ phát triển đổi mới. Để giúp người dân phát triển cá lồng, huyện Nậm Nhùn đã có cơ chế hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, chuyển giao kỹ thuật, trang bị kiến thức và công nghệ nuôi trồng đánh bắt thủy sản cho người dân, gắn khai thác thủy sản với các quy ước bảo vệ nguồn nước, nguồn thủy sản. Ngoài ra, huyện cũng tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn hướng dẫn người dân trên địa bàn sản xuất theo hướng nuôi cá sạch tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng thức ăn sẵn có như là tép sông, sắn, cỏ voi, cây chuối, tạo thương hiệu riêng đối với cá sông Đà, nâng cao uy tín với người tiêu dùng. Thời gian qua thì cùng với chính sách của tỉnh thì huyện cũng đã hỗ trợ thúc đẩy bà con phát triển cái nuôi cá lồng. Hiện nay trên địa bàn Mường Mô thì ngoài các hộ đình cá nhân thì có 4 đến 5 hợp tác xã là bắt đầu xúc tiến. Thì ngoài cái việc mà phát triển hình thành được cái cá lồng thì có thể nói là cái cá lồng cũng là một cái điểm mà đáng để thu hút các cái đoàn, các du khách đến tham quan rồi. Vừa là trải nghiệm xem cái sản xuất của bà con nhân dân, đó chính là cái nuôi cá. Và ngoài ra nữa thì cũng còn có thể thưởng thức ẩm thực ngay trên các cái lồng, các bè nuôi cá. Thì hiện nay là của huyện đã có 2 cái hợp tác xã là gắn vừa phát triển nuôi và vừa là cái điểm chế biến ẩm thực trên lồng bè đấy. Thì có thể là cái việc phát triển nuôi cá lồng hồ này nó cũng là một cái điểm mà thêm cái thu hút khách đến tham quan cái vùng lồng hồ cũng như là vùng xã Mường Mô tại địa bàn. Có thể nói nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ Mường Mô Nậm Nhùn đang cho thấy những hiệu quả tích cực về kinh tế. Tuy nhiên, để nghề nuôi cá lồng phát triển đồng bộ hơn nữa, chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị đầu mối, các cơ sở kinh doanh dịch vụ để tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con vùng lòng hồ khai thác tốt lợi thế về mặt nước, tạo điều kiện cho nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững, giúp đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sông nước, giảm nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, giúp dân nâng cao nhận thức, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai dịch bệnh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới vững mạnh là những việc làm thường xuyên, nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Vâng, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ không quản ngày đêm tuần tra kiểm soát biên giới, phòng chống dịch COVID-19, hình ảnh những người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh đã in đậm trong tình cảm mỗi người dân ở nơi đây. Với sự tận tình kiên trì, bám bản, giúp dân của bộ đội biên phòng đã làm cho diện mạo đời sống đồng bào ở các bản làng này thay đổi từng ngày. Từ những hành động đẹp ấy thì phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn. Xã Dòng San, huyện Phong Thổ là nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 64%. Nhờ bộ đội biên phòng bám bản, bám dân, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, an ninh trật tự khu vực biên giới được giữ vững ổn định. Bộ đội biên phòng cũng cùng số bản tuyên truyền cùng nhau, cùng với chính quyền địa phương là tuyên truyền đến bà con nhân dân là về các mô hình trồng cây ăn quả hay là các cái lúa tẩy dâu đấy, được các cái cây mà có năng suất hiệu quả cao đấy, tới bà con nhân dân và có cái hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân. Bộ đội biên phòng về bám bản bám dân chia sẻ khó khăn giúp đỡ bà con làm nhiều mô hình kinh tế thu hoạch lúa mùa. Giờ thì bà con đặt trọn niềm tin vào bộ đội. Có bộ đội bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, bà con yên tâm lao động sản xuất, không vượt biên trái phép. Đồn biên phòng Pa Tần đứng chân trên địa bàn xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới dài gần 13 km với 6 mốc giới. Những năm qua, đơn vị luôn chủ động triển khai các biện pháp quản lý, giữ gìn an ninh trật tự tại tuyến biên giới. Cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn, đảm bảo an sinh xã hội và giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Ngoài những cái công việc để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tuyên truyền vận động nhân dân để bảo vệ trật tự ra, còn xuống giúp đỡ nhân dân, xóa đói giảm nghèo, cũng như để như tăng gia, chăn nuôi, tăng gia, trồng trọt. Thì để nâng cao đời sống cho nhân dân và bà con nhân dân nó cũng học cách làm theo hướng dẫn của bộ đội để tạo cái niềm tin cho nhân dân học theo và làm theo. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia hơn 400 ngày công sửa chữa gần 20 km đường giao thông nông thôn, giúp dân di dời, sửa chữa và làm mới hơn 30 ngôi nhà, giúp nông dân thu hoạch hàng chục hecta lúa hoa màu. Ngoài ra, lực lượng biên phòng các đơn vị đã thăm tặng gần 1.500 suất quà, khẩu trang, áo ấm cho học sinh trên địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên, mốc quốc giới được hơn 400 lần với gần 1.000 lượt dân quân tham gia. Phối hợp với địa phương để triển khai các cái chương trình mục tiêu quốc gia trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Cái thứ hai là vận động kêu gọi các cái tổ chức từ thiện, rồi các cái nhà hảo tâm, mà trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh thì là huy động các cái nguồn lực để hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới thông qua rất nhiều các cái chương trình như là chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, chương trình máy ấm cho người nghèo nơi biên giới, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, và đặc biệt là bộ đội biên phòng ấy thì là có cái chương trình nâng mấy em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, vân vân. Rồi thông qua các cái chương trình, các cái mô hình hiệu quả này thì đã phần nào cải thiện được cái đời sống của đồng bào các dân tộc, rồi qua đó thì cũng xây dựng được cái thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Xây dựng thế trận biên giới lòng dân vững chắc, cùng đồng bào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện nghị quyết số 06 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Phong Thổ đã xây dựng kế hoạch triển khai việc nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý là người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, huyện Phong Thổ phấn đấu hàng năm dành 40% chỉ tiêu để tuyển dụng người dân tộc thiểu số, đảm bảo đến năm 2025 có 60% phòng ban, cơ quan cấp huyện có lãnh đạo quản lý là người dân tộc thiểu số. Để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, huyện Phong Thổ tiếp tục tập trung đánh giá,
quy hoạch bố trí và sử dụng cán bộ, đặc biệt cán bộ là người dân tộc thiểu số, rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ hợp lý, bổ sung hoàn thiện chế độ đãi ngộ, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ dân tộc thiểu số đi học, nâng cao trình độ, đồng thời thực hiện luân chuyển bố trí cán bộ dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quản lý, từng bước lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Sở Tư pháp vừa phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Uyên tổ chức đấu giá tài sản đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Tân Uyên. Theo đó, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở đô thị của 55 thửa đất tại các tổ dân phố 15, 17, 21 và 26, gồm khu chợ trung tâm thị trấn Tân Uyên, khu trung tâm hành chính huyện và các tuyến đường thuộc các tổ dân phố trên. Đây là đợt đấu giá đất đầu tiên trong năm 2022 của huyện Tân Uyên. Tổng số thửa đấu thành là 32 thửa với tổng số tiền là trên 23 tỷ 225 triệu đồng. So với năm 2021, số thửa đấu thành chiếm tỷ lệ cao. Tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng đến với điểm những nội dung chính đã được phát sóng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 04 về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền đề án tới cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua việc học tập đã giúp cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đề án. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Năm 2021, công trình thủy lợi tổ dân phố 24 và bản Trạm Cả đã được đầu tư nâng cấp, đập đầu mối và cứng hóa 499,5m tuyến kênh dẫn, qua đó góp phần thực hiện đề án một cách có hiệu quả. Năm 2022-2023, toàn ngành giáo dục huyện Than Uyên có tổng số là 35 đơn vị trường với tổng số trên 18.000 học sinh ở 3 cấp học. Để tăng cường công tác quản lý các khoản thu năm học đảm bảo công khai minh bạch, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch các khoản thu đảm bảo theo đúng quy định, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý thu chi, chống lạm thu trong trường học. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh chủ động tìm hiểu thông tin các khoản thu chi đầu năm học, qua đó kịp thời phát hiện và phản ánh khi phát hiện các khoản thu không hợp lý để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Giúp dân nâng cao nhận thức, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới vững mạnh là những việc làm thường xuyên, nội dung trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Từ đầu năm đến nay, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia hơn 400 ngày công sửa chữa, gần 20 km đường giao thông nông thôn, giúp dân di rời, sửa chữa và làm mới hơn 30 ngôi nhà, giúp nông dân thu hoạch hàng chục hecta lúa, hoa màu. Ngoài ra, lực lượng biên phòng các đơn vị đã thăm tặng quà gần 1.500 xuất quà khẩu trang, áo ấm cho học sinh trên địa bàn, tổ chức tuần tra kiểm soát đường biên mốc quốc giới được hơn 400 lần với gần 1.000 lượt dân quân tham gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.